thư mà học bổng này con coi cỡ gì trọng. Nãy giờ mẹ chưa coi luôn á. Mẹ sẽ thưởng cho hai đứa giờ tụi con muốn ăn gì nè. Rồi giờ con lãnh tới chiều thì Trang lãnh nha Vinh. Dạ. Rồi qua đây muốn ráng học giỏi cho em đi nhà. Tình hình dịch bệnh nên mình không có thể vô cùng Trang để lãnh học bổng được nha các bạn. Mình chỉ đứng ở ngoài cổng để quay cho các bạn xem thôi. Chào các bạn. Thì cuối năm nay Trang với Vinh được vinh dự lãnh thưởng nha các bạn. Thì hôm qua thì Trang với Vinh có vô trường vô lớp lãnh rồi. Do Trang có thêm học bổng nên hôm nay mình có dẫn Trang vô cơ sở chính để lãnh nha các bạn. Thì ở đây thì để mẹ con phần quà của Vinh là gì đây? Giấy khen này là học sinh xuất sắc. Tờ thứ hai là đạt thành tích viết đúng viết đẹp cấp trường. Wow, năm nay giỏi quá nè. Rồi con khu à, con coi coi trong đây được tặng cái gì nha. Con nghĩ trong đây cái gì giống cái gì đây? Sách sách mà nhỏ nhẹ vậy. Sách người ta cải cách chưa có ra đâu con ơi. Rồi phụ nha, Trang có thể đón được là gì không Trang? Tập, con nghĩ là tập. Mẹ cũng đón là tập đó. Wow. Tập này 40 ly. Wow, điểm cầu mấy cuốn cho anh chị em? Ý 5, 5 ly lộn. Điểm cầu mấy cuốn? 2, 3, 4, 5. Wow, vậy là viết đúng viết đẹp con được 5 cuốn tập nha. Rồi qua tới học sinh xuất sắc còn được mấy cuốn? Trời ơi, 8 luôn. Chị này nhiều quá nha Vinh. Con điểm coi. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Hai bốn này 10 cuốn con ơi. Vậy là xin xuất sắc con lãnh được 15 cuốn với lại 5 cuốn tập viết đúng viết đẹp là 20 cuốn. Yeah. Wow, lần này giỏi quá. Rồi tới Trang con khui đi. Và của con đây là tờ giấy khen của con nè. Đạt thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập và rèn luyện. Wow, đây là phần quà của con nè. Còn này là lãnh phần học bổng hồi sáng mình mới chở đi đó. Wow, mẹ con thấy rất là nhiều tập luôn Trang ơi. Wow, vậy là lên lớp 2 với lại lớp 5 của con là khổ một tập nó Trang. Dạ, để con đếm rồi. Đây, mẹ cũng nghĩ là 15 cuốn đó con. Tại vì này chồng này 10 cuốn rồi. 2, 3, 4, 5. Wow, rồi cái ba thơ mà học bổng này con coi cỡ gì chồng? Nãy giờ mẹ chưa coi luôn á. Vậy là con đạt học bổng ở trường được 200 ngàn đó Trang. Dạ. Các mẹ giỏi quá. Tiền học bổng của con mẹ giữ giùm con đi mẹ. Thôi cái này mẹ cho con nhét heo nha. Cái này là sự cố gắng của con vừa năm học vừa qua đó. Dạ. Năm sau con ráng cố gắng để mà đạt được học bổng đó nha con. Dạ. Vinh còn nhỏ nên không có đạt học bổng. Mà mấy năm lớp lớn con ráng lên nha Vinh. Mẹ thấy năm nay tụi con đứa nào cũng cố gắng học, có phần thưởng hết trơn á. Mẹ sẽ thưởng cho hai đứa giờ tụi con muốn ăn gì nè. Con muốn ăn gà nướng muối ớt. Vinh, con muốn ăn gà nướng muối ớt luôn. Rồi được rồi, bây giờ mẹ sẽ ra chợ mua một con gà nướng muối ớt về thưởng cho hai đứa nha. Dạ. Và tụi con á năm nay lãnh thưởng rồi, năm sau tụi con ráng cố gắng cũng lãnh thưởng giống như năm nay nha. Dạ. Rồi bây giờ hai đứa chọn phần thưởng của mình vô đi nha. Để gọn mẹ đi mua gà nướng muối ớt về cho hai đứa ăn nha. Dạ. Thôi chị nhét tiền giùm con heo chị để dành. Con heo chị đẹp quá. Em cũng có con heo màu đỏ đó. Đầu quên, em không có tiền để nhét. Thì em gán học giỏi đi rồi em được lãnh học bổng này giống chị. Theo cầu của mấy đứa thì mẹ mua con gà nướng ớt về thưởng cho tụi con nè. Giờ mẹ vô lấy kéo mẹ cắt ra mấy đứa. Ơi hỏi mẹ ơi, xé ra ăn cho nó ngon. Ừ, nhìn đâu cũng có lý ha. Giờ mẹ sẽ xé luôn. Xé hai cái đùi. Cái đùi nha mẹ. Ok. Con hôm nay mẹ thưởng cho hai đứa ăn hết cho con gà này luôn nha. Dạ.
Đây, gái rồi nè. Con cảm ơn mẹ. Wow. Thơm quá à. Đây, trai mẹ nè. Dạ. Con ăn đi. Mời các bạn nha. Nó cay cay à. Mặn mặn. Ngon không Vinh? Ủa sao mẹ không ăn đi mẹ? Thôi tụi con đây là phần thưởng của mấy đứa, mẹ đứa ăn cho no đi nha. Con gà này nhiều quá mẹ, tụi con đi mẹ. Thôi để mẹ ăn thử miếng. Mà năm nay tụi con học giỏi như thế này là năm sau tụi con phải cố gắng học giỏi để lãnh thưởng nha mấy đứa. Dạ. Năm sau mà mấy đứa mà lãnh thưởng nữa muốn ăn gì mẹ mua cho đó nha. Mẹ xuống để đâu mẹ? Xuống con bỏ vào đây đi, hết mẹ bỏ. Cay không tụi con? Không. Ở nãy á, tụi con nhận mua gà nướng ớt, mày sợ về cay mày không nhận ăn này nó có cay á con. Con rau kia này ra. Ủa nãy giờ sao mẹ không thấy đứa nào ăn bánh mì hết vậy? Để nó ăn thêm nữa này lên. Năm nay do dịch bệnh nên mẹ không có dẫn hai đứa ra quán ăn được. Năm sau mà nếu mà không hết dịch bệnh mẹ dẫn đứa đi ăn nha. Dạ. Nếu mà ăn ở nhà cũng ngon mà mẹ. Còn ráng ăn hết này đi nha. Vinh chuẩn bị lên lớp 2 rồi, chương trình rất là khó nên năm sau phải cố gắng nha Vinh. Dạ con sẽ cố gắng cho mẹ luôn. Còn Trang nữa, năm sau là lớp 5 là lên lớp 5 con không biết có khó không nữa. Học lớp 5 là con phải thi chuyển cấp lên lớp 6 nên mẹ nghĩ nó khó, nhưng mà con cố gắng học thì sẽ đạt nơi giỏi ha con. Hả? Con nghe chữ chuyển cấp là con thấy khó rồi. Tại vì con phải chuyển từ cấp 1 lên cấp 2 nên mình phải thi qua cái đợt đó nữa. Nhưng mà con cố gắng học nha. Dạ. Rồi, ăn xong cho con mẹ xé thêm nữa nè. Còn hai đứa cá cánh gà nữa nha. Rồi. Nhìn gì đang ăn? Thưởng cho con đó.